Bản tin trưa ngày 10 tháng 2. Kính chào quý vị, Phương Anh xin kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn Khỏe Tự Nhiên để cập nhật tin tức mỗi ngày. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin trưa ngày 10 tháng 2. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin Việt Nam, F0 tăng mạnh, nhiều trường ở Nghệ An, Hà Tĩnh cho học sinh học online. Buộc thôi việc Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường. Việt Nam đón hơn 6 triệu du khách dịp Tết Nguyên đán. Nhiều nơi thiếu xăng dầu, dự báo giá xăng sẽ tăng mạnh vào ngày mai. Doanh nghiệp bỏ cọc đất Thủ Thiêm, Bộ Xây dựng nói gì? Tin thế giới, Mỹ tìm phương án làm hạ nhiệt giá dầu. Tổng thống Biden được yêu cầu thực hiện kiểm tra nhận thức. Tổng thống Mexico đề xuất tạm dừng quan hệ với Tây Ban Nha. Một loạt nguyên thủ nhiễm COVID-19. Ấn Độ xây dựng cầu đường sắt qua sông cao nhất thế giới. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Đầu tiên mời quý vị đến với tin tức tại Việt Nam. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh, trong 3 ngày đầu đi học trở lại, số giáo viên học sinh F0 đã tăng lên gần 280 người và khoảng 500 giáo viên và học sinh là F1. Thành phố Vinh quyết định cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 chuyển sang hình thức học trực tuyến từ chiều ngày 9 tháng 2 cho đến khi có thông báo mới. Các trường cũng được yêu cầu điều chỉnh tổ chức dạy học theo cấp độ dịch. Những lớp học có F0 sẽ chuyển sang học trực tuyến. Học sinh tại các khu vực dịch cấp độ dịch 1, 2 sẽ vẫn tiếp tục học tại trường. Trong khi đó, tại Hà Tĩnh có gần 400 học sinh và giáo viên là F0. Ngành giáo dục cũng đã yêu cầu hàng nghìn học sinh của 58 trường học đã chuyển sang học trực tuyến hoặc nghỉ học. Các trường mầm non tiểu học được nghỉ chủ yếu thuộc vùng dịch cấp độ 3, 4 và một số vùng có nguy cơ cao ở các huyện như Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, v.v. Còn tại miền Bắc, Hải Phòng ghi nhận gần 1.000 F0 là giáo viên học sinh trong 2 ngày 8 và ngày 9 tháng 2. Trước đó, Hải Phòng thông báo học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông ở thành phố sẽ quay trở lại trường học vào ngày 7 tháng 2 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tiếp theo là một tin tức liên quan đến vụ thuốc giả VN Pharma. Thủ tướng Việt Nam đã buộc thôi việc Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường và xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Y tế với ông Cao Minh Quang với lý do vi phạm nghiêm trọng trong công tác. Hồi tháng trước, Viện Kiểm sát Tối cao ban hành cáo trạng truy tố ông Cường và 13 bị can trong vụ án buôn bán thuốc chữa bệnh giả liên quan đến công ty VN Pharma. Cơ quan tố tụng xác định ông Cường và thuộc cấp tại Cục Quản lý Dược đã thiếu trách nhiệm hoặc trục lợi cá nhân khiến 7 loại thuốc giả được cấp phép và lưu hành tại Việt Nam. Nguyên Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang là người tiền nhiệm của ông Cường ở Cục Quản lý Dược. Ông này cũng đã được xác định là người liên quan trong vụ án để VN Pharma nhập thuốc giả. Ông Quang giữ chức Cục trưởng Quản lý Dược từ năm 2004 đến năm 2007, sau đó làm Thứ trưởng Y tế đến năm 2013. Việt Nam đón hơn 6 triệu du khách dịp Tết Nguyên đán. Trong khoảng 9 ngày nghỉ Tết, Việt Nam đón 6 triệu lượt khách du lịch nội địa và 500 khách quốc tế theo chương trình hộ chiếu vaccine. Ngành du lịch đã thu về hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 25.000 tỷ đồng. Các điểm du lịch thu hút khách như Yên Tử, Quảng Ninh, Tây Bắc, Lào Cai, Đà Nẵng, Nha Trang v.v. đều đón hơn hàng chục nghìn lượt du khách. Tây Ninh dẫn đầu cả nước với gần 600.000 lượt khách tham quan núi Bà Đen. Lượng khách tăng đột biến, một phần là do chính sách kích cầu du lịch của tỉnh Tây Ninh. Tây Ninh đã miễn phí vé vào cổng khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh núi Bà Đen trong năm nay. Nhiều nơi thiếu xăng dầu, dự báo giá xăng sẽ tăng mạnh vào ngày mai. Theo một doanh nghiệp đầu mối ở Sài Gòn, tại kỳ điều hành ngày 11 tháng 2, mỗi lít xăng sẽ tăng trên 1.000 đồng, dầu tăng quanh mức từ 800 đến 900 đồng một lít trong bối cảnh giá nhập vào liên tục tăng lên trong thời gian qua. Dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 7 tháng 2 cho thấy bình quân xăng RON 92 có giá hơn 101 đô la Mỹ một thùng, giá xăng RON 95 ở mức hơn 104 đô la Mỹ một thùng, tăng 7% so với kỳ điều chỉnh trước đó. Nếu đúng như dự báo này, đây sẽ là đợt tăng thứ 3 liên tiếp của xăng dầu từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, sự cố nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn giảm công suất và nhu cầu thế giới tăng cao đã làm đứt gãy cục bộ việc cung ứng xăng dầu. Ở miền Tây, nhiều cửa hàng xăng dầu ở Long An, Sóc Trăng, Cần Thơ vẫn tiếp tục treo biển hết xăng hoặc giăng dây không bán xăng. Ghi nhận vào ngày 9 tháng 2, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có 4 cửa hàng xăng dầu thiếu xăng RON 95 và chỉ còn bán dầu.
gần 550 cửa hàng xăng dầu khác vẫn hoạt động bình thường. Kết thúc tin tức trong nước là tin cập nhật về vụ đấu giá đất kỷ lục ở Thủ Thiêm. Doanh nghiệp bỏ cọc đất, Bộ Xây dựng nói gì? Sau Tân Hoàng Minh, công ty Bình Minh là đơn vị thứ hai xin thôi mua đất Thủ Thiêm và chấp nhận bỏ tiền cọc. Lý do doanh nghiệp này đưa ra là không bố trí đủ vốn đầu tư do dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Công ty này trúng lô đất có ký hiệu 39, diện tích 5.000 m² với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng. Trước đó, hồi đầu tháng 1, Cục Thuế TP.HCM có thông báo yêu cầu 4 doanh nghiệp trúng đấu giá các lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm nộp tiền sử dụng đất hơn 37.000 tỷ đồng cùng lệ phí trước bạ. Các lô đất này đều có giá từ 3.000 đến 5.000 tỷ đồng. Và đặc biệt là tập đoàn Tân Hoàng Minh đã trả đấu giá một lô đất ở mức kỷ lục là 24.500 tỷ đồng trước khi xin bỏ cọc. Hiện hai doanh nghiệp còn lại vẫn chưa nộp 50% tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ sau khi được Cục Thuế TP.HCM thông báo. Bộ Xây dựng cho rằng hiện tượng trả giá rất cao một số lô đất rồi bỏ cọc, tạo mặt bằng giá ảo, mua đi bán lại nhiều lô đất trúng đấu giá như thế này diễn ra khá phổ biến. Bộ kiến nghị Thủ tướng có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật đấu giá đất vì lo ngại có yếu tố trục lợi đấu giá quyền sử dụng đất và thao túng thị trường. Ngay sau đây mời quý vị chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ tìm phương án làm hạ nhiệt giá dầu. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc bà Jen Psaki cho biết thứ Ba ngày 8 tháng 2 rằng chính quyền Mỹ đang đàm phán với cả các nước sản xuất và tiêu thụ dầu để giải quyết tình trạng giá dầu tăng cao. Theo bà Psaki, Hoa Kỳ sẽ cân nhắc mọi phương án. Bà Psaki nói với các phóng viên, với các quốc gia sản xuất dầu, chúng tôi đề xuất tăng sản lượng. Với các quốc gia tiêu thụ dầu, chúng tôi nói về việc mở kho dự trữ chiến lược. Vào tháng 11, Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch xuất 50 triệu thùng dầu thô từ Cục Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Hoa Kỳ để giúp hạ nhiệt giá dầu. Tuy nhiên, giá nhiên liệu chỉ giảm một chút xuống dưới mức kỷ lục trong 7 năm. Trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 2, giá dầu Brent giảm 22 cent, tương đương với 0,24% xuống 92,47 USD một thùng, sau khi chạm mức kỷ lục 94 USD một thùng trong 7 năm qua. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giảm 14 cent, tương đương với 0,16% xuống 91,18 USD một thùng. Trả lời cho câu hỏi liệu Mỹ có hợp tác với các nước xuất thêm dầu mỏ từ kho dự trữ chiến lược hay không, người phát ngôn Nhà Trắng nêu rõ, mọi phương án vẫn đang được cân nhắc. Theo kế hoạch, trong ngày 9 tháng 2, Tổng thống Joe Biden sẽ làm việc với các giám đốc điều hành công ty dầu mỏ thảo luận cách thức để có thể cân đối lại giá nhiên liệu. Cũng tại Mỹ, một nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ do nghị sĩ Ronny Jackson dẫn đầu hôm thứ Tư ngày 9 tháng 2 đã gửi thư cho Tổng thống Joe Biden, thúc giục ông Biden ngay lập tức thực hiện kiểm tra trí tuệ. Thư đồng gửi bác sĩ và cố vấn y tế chính của ông Joe Biden được ký bởi cựu bác sĩ Nhà Trắng, nghị sĩ Ronny Jackson và 37 nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa khác. Nhóm nghị sĩ đã chỉ ra những dấu hiệu sa sút trí tuệ của đương kim Tổng thống. Thư lập luận, Hiệp hội Alzheimer liệt kê những thay đổi trong tâm trạng và tính cách, bao gồm cả việc dễ thay đổi tâm trạng là một trong 10 dấu hiệu của sự sa sút tinh thần. Nhóm chỉ ra, ông đã thể hiện kiểu thay đổi tâm trạng này trong cuộc họp nội các vào ngày 24 tháng 1 năm 2022. Gần đây, ông đã xúc phạm một phóng viên Tòa Bạch Ốc trong khi trả lời câu hỏi về lạm phát. Các nhà lập pháp kiến nghị ông Biden theo gương cựu Tổng thống Trump mà thực hiện bài kiểm tra nhận thức sớm nhất có thể và công bố kết quả cho người dân Mỹ. Tiếp theo, mời quý vị đến với một tin tức có thể được coi là bất ngờ với chính trường thế giới. Tổng thống Mexico đề xuất tạm dừng quan hệ với Tây Ban Nha. Kiến nghị được Tổng thống López Obrador đưa ra vào ngày 9 tháng 2 với cáo buộc các công ty năng lượng của Tây Ban Nha có hành vi tham nhũng khi thông đồng với các chính phủ tiền nhiệm để thực hiện các hợp đồng béo bở và có hại cho Mexico. Ông Obrador cho hay, công ty điện lực Iberdrola và công ty dầu khí Repsol là những công ty Tây Ban Nha được hưởng lợi từ các chính phủ Mexico trước đây. Tuy nhiên, vị Tổng thống nhấn mạnh rằng, ông không đề xuất cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước châu Âu này mà đây chỉ là việc tạm thời. Đáp lại, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Álvarez bày tỏ sự ngạc nhiên trước các bình luận từ phía Mexico và khẳng định quan hệ song phương có tầm quan trọng chiến lược hơn bất kỳ tuyên bố đột ngột nào. Theo Ngoại trưởng Álvarez, hai bên đang có mối quan hệ thương mại tốt với dòng đầu tư song phương gia tăng hàng năm. Tin tiếp theo, một loạt nguyên thủ nhiễm COVID-19. Ngày 9 tháng 2, Cung điện Hoàng gia Tây Ban Nha thông báo nhà vua Felipe đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 với các triệu chứng nhẹ. Thông cáo nêu,
Tình trạng sức khỏe của nhà vua vẫn tốt, ông sẽ cách ly 7 ngày và tiếp tục làm việc tại dinh thự của mình. Theo thông tin, nữ hoàng Letizia và công chúa Sophia không xuất hiện triệu chứng. Và cùng ngày, theo thông cáo của Hoàng gia Đan Mạch, nữ hoàng Margrethe cũng đã xét nghiệm dương tính với virus nhưng chỉ có các triệu chứng nhẹ. Nữ hoàng 81 tuổi, người đã tại vị hơn nửa thế kỷ, đã hủy bỏ kế hoạch nghỉ đông ở Na Uy và đang cách ly tại cung điện Amalienborg ở trung tâm của Copenhagen. Bà đã tiêm 3 mũi vaccine ngừa COVID-19. Trước đó, công chúa Mary và hoàng tử Christian, cháu trai của nữ hoàng, đã từng nhiễm virus. Cũng vào ngày 9 tháng 2, thủ tướng của Slovenia, ông Janez Janša cho biết, ông đã mắc COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh tại quốc gia thành viên Liên minh châu Âu này đang trên đà giảm. Ông Janša cho hay, hiện ông xuất hiện các triệu chứng nhẹ. Slovenia là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở châu Âu với 57% dân số đã tiêm chủng đầy đủ. Liên Hợp Quốc cảnh báo, người dân trên thế giới ngày càng cảm thấy bất an. Báo cáo của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP công bố vào ngày 8 tháng 2 cho thấy, người dân ở hầu hết các nước đều đang cảm thấy bất an. Cứ 7 người trên thế giới thì 6 người lại trải qua cảm xúc này. Theo Tổng Giám đốc UNDP, ông Achim Steiner, phần lớn mọi người cảm thấy lo lắng về tương lai và đại dịch COVID-19, mặc dù thế giới nhìn chung đang trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Trong báo cáo, các mối đe dọa mới đối với an ninh con người trong kỷ nguyên Anthropocene, Liên Hợp Quốc cho rằng kể cả các nước có chất lượng y tế, cơ sở vật chất và giáo dục ở top cao nhất cũng đang ghi nhận trạng thái bất an ở người dân gia tăng so với một thập niên trước đây. Năm 1994, UNDP lần đầu đưa ra khái niệm về an ninh con người và báo cáo phát triển con người. Theo đó, an ninh con người không chỉ được đánh giá dựa trên an ninh lãnh thổ mà còn cần liên quan đến các nhu cầu cơ bản, phẩm giá và sự an toàn của người dân để họ có thể sống một cuộc sống an toàn trên nhiều phương diện. Ấn Độ xây dựng cầu đường sắt qua sông cao nhất thế giới. Cây cầu Chenab do Bộ Đường sắt Ấn Độ xây dựng dự kiến sau khi hoàn thiện sẽ cao hơn cả tháp Eiffel ở Paris, Pháp và là cây cầu sắt qua sông cao nhất thế giới. Theo kế hoạch thi công đang được đẩy nhanh, cây cầu trị giá 92 triệu đô la Mỹ và có vị trí chiến lược này sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 12 tới. Ngày 8 tháng 2, Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ ông Ashwini Vaishnaw đã chia sẻ những hình ảnh ban đầu về cây cầu Chenab trên Twitter của mình. Cầu có chiều cao 359 mét so với mặt sông và cao hơn tháp Eiffel nổi tiếng của Pháp 35 mét. Cầu Chenab nằm ở vị trí đắc địa, chỉ cách đường kiểm soát quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan ở bang Jammu và Kashmir 60 km. Công trình được xây dựng tại quận Riyasi giữa hai bang này với tổng chiều dài 1.315 mét sẽ bao gồm một tuyến đường đôi rộng 14 mét và một bờ giữa rộng 1,2 mét. Cầu được đánh giá là sẽ giúp tăng cường kết nối và giao thông với thung lũng Kashmir. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa của Khỏe Tự Nhiên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.